Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây, bản tin Tin Nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc khủng bố lại nướng chín tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tu-95MS tung đòn xuyên quốc gia đánh khủng bố tại Syria. Theo hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang nấp giữa những ụ đất thì bị tấn công. Hiện không có thông tin về tình trạng của kíp lái cũng như vũ khí và chủng loại xe tăng bị phá hủy. IS chỉ cho biết cuộc tấn công xe tăng chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa chống tăng điều khiển gần thành phố Anbat. Đó là những thông tin được lực lượng khủng bố IS đăng tải hình ảnh phá hủy một chiếc tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng núi Afrin ngày 17 tháng 2 năm 2017. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là thiệt hại tiếp theo của lực lượng tăng thiết giáp của nước này khi mở chiến dịch lá chắn Euphrates tại Syria. Theo số liệu trong bản báo cáo về thiệt hại của lực lượng tăng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ từ khi mở chiến dịch tấn công khủng bố tại Syria, bắt đầu từ tháng đầu tháng 9 năm 2016 cho thấy Ankara đã mất tổng cộng 15 chiếc tăng các loại, trong đó có tới 10 chiếc Leopard 2A4. Theo những thông tin được công khai, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều khoảng 50 xe tăng Leopard 2A4 đến Syria để tham gia chiến dịch lá chắn Euphrates. Chiến tăng Leopard 2A4 là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2 do Đức phát triển. Với tổng số 354 chiếc Leopard 2A4 được mua từ Đức vào đầu những năm 2000 và 50 chiếc điều đến Syria thì đây là thiệt hại ngoài sức tưởng tượng với cả nhà sản xuất Đức và quốc gia sử dụng là Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù số lượng thiệt hại thực tế trong bản báo cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lên tới con số 15, nhưng giới quân sự và cả truyền thông nước này chỉ thừa nhận có 3 chiếc Leopard bị phá hủy, cùng với 2 chiếc khác bị các tay súng IS tóm sống trong các cuộc giao tranh. Hồi cuối năm 2016, trang Defensive Blog đã đăng tải đoạn video do các tay súng khủng bố IS ghi lại cảnh lực lượng này đã thu được chiến lợi phẩm là 2 chiếc tăng Leopard 2A4 còn nguyên vẹn do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại khi tháo chạy khỏi trận địa tỉnh Anbat, miền Bắc Syria. Nguồn tin cho biết các cuộc giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS đã trở nên ác liệt, đã có ít nhất 14 lính Thổ Nhĩ Kỳ và 138 phiến quân thiệt mạng. Đây được coi là trận đánh đẫm máu nhất kể từ khi Ankara mở đầu chiến dịch lá chắn Euphrates. Để tham gia chiến dịch này, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều xe tăng mạnh nhất của mình là Leopard 2A4 ra tiền tuyến. Theo số liệu được Ankara công khai, IS đã phá hủy hàng loạt xe tăng M-60T Sabra của nước này, ít nhất 3 chiếc Leopard 2A4 bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng Tau và 2 chiếc Leopard 2A4 vừa bị IS bắt sống. Trong một diễn biến liên quan, theo Sputnik, với tên lửa K-101, máy bay Tu-95MS của không quân Nga vừa tung ra cú đánh chí mạng vào lực lượng khủng bố IS tại Raqqa, Syria. Để thực hiện cuộc tấn công này, máy bay Tu-95MS đã cất cánh từ một sân bay của Nga, bay qua lãnh thổ Iran, Iraq trước khi đến Syria tấn công các mục tiêu của IS và bay thẳng về căn cứ tại Nga ngay sau đó. Nhằm đảm bảo sự an toàn của chiếc Tu-95MS, không quân Nga đã điều động tiêm kích Su-35S và Su-30SM tại căn cứ Hermim hộ tống. Kết quả một lần không kích, Tu-95MS đã phá hủy nhiều khu huấn luyện, trại lính và một đồn chỉ huy của IS ở Raqqa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có con số về thương vong của các tay súng khủng bố tại đây. Được biết, đây là lần thứ 3 kể từ giữa tháng 10 năm 2016, các máy bay Nga thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa hành trình K-101 vào mục tiêu của quân khủng bố tại Syria. Và đây cũng là nơi đầu tiên tên lửa hành trình tầm xa này của Nga tham gia trực chiến.
Đã hơn một năm quân đội Nga tham gia vào chiến dịch tiêu diệt khủng bố quốc tế ở Trung Đông. Kể từ khi bắt đầu cho tới giờ, chiến trường Syria trở thành nơi Nga phô trương thử nghiệm sức mạnh quân sự của mình. Hàng loạt các thiết bị quân sự mới đã được Nga thử nghiệm thực tế thành công. Các máy bay không người lái, xe tăng, tên lửa hành trình cũng như các tổ hợp thiết bị quân sự khác. Không chỉ các nghiên cứu mới thể hiện sức mạnh quân sự của Nga, các loại thiết bị quân sự từ thời Liên Xô cũng cho thấy sự hiệu quả vượt bậc, ví dụ như tên lửa K-25, R-27, đây là những loại tên lửa gần như đã hết hạn và được Nga tiêu hủy ở chiến trường này. Các tên lửa hành trình mới như K-101 được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược Nga từ Tu-22M3, Tu-160 và Tu-95MS đã được quy định tham gia chiến dịch tiến công của IS. Theo thông tin được Nga công khai, tên lửa K-101 được trang bị công nghệ Stealth và độ phản xạ hiệu dụng EPR 0.01m2 ở trần bay thấp, các radar hoàn toàn không phát hiện được tên lửa. K-101 có quỹ đạo thay đổi theo lập trình, trần bay thấp thoáng khoảng 30-70m và có thể nhấc lên cao đến 6.000m. Tốc độ tên lửa hành trình là 190-200m/giây, tốc độ cực đại là 250-270m/giây, thời gian bay đến 10 giờ liên tục. Tên lửa K-101 có chiều dài khoảng 7.5m, đường kính thân lớn nhất khoảng 0.5m, trọng lượng khoảng 2.400kg, đầu đạn nổ phá kiểu thông thường nặng 400kg. Tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-101, có tầm bắn ngàn km, sai số mục tiêu chỉ khoảng 5-6m, có khả năng bắn trúng các loại mục tiêu kích thước chỉ 2-3m, bao gồm cả mục tiêu di động. Trong đó, loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất của Mỹ là AGM-129 cũng có tầm bắn khoảng trên 3.000 km. Hiện nay, không một quốc gia trên thế giới sở hữu loại tên lửa hành trình với sức mạnh khủng khiếp tương tự K-101. Theo các chuyên gia quân sự, tính năng chiến thuật và kỹ thuật của K-101 là tốt bậc nhất của thế giới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.